cũng đã đến rồi. Bạn đã chuẩn bị gì? Làm gì? Bạn có về quê không? Ác hẳn thì rất rất nhiều người trong số chúng ta cũng đều bận tâm về ngày này. Trong một năm qua, chúng ta có lúc hối hả, tất bật, có lúc lại chợt thấy thanh thản, bình yên sau những ngày tháng bận rộn. Và dường như hôm nay, ngày cuối năm, mọi lo toan, mọi gánh nặng đều được trút bỏ, để thấy những khoảnh khắc là yên ắng, là chan chứa,